Hello các bạn, kênh QH xin kính chào các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với QH hơn 4 năm nay. Các bạn đăng ký kênh, like và chia sẻ. Dạ thưa các bạn, thì mục tiêu mà QH muốn làm video clip này á, để vạch mặt tên xảo trá trên đài Kim Lân, là tên một ma mị khán giả các bạn. Thì các bạn biết là theo đài AFA thì ngày 20 tháng 6, thì ba luật sư Đặng Đình Mạnh, luật sư Nguyễn Văn Miến cũng như là Đào Kim Lân đã đến Hoa Kỳ. Trong khi đó, luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Nguyễn Văn Miến đã có hình ảnh đầu tiên chụp ở phi trường á, thì có cái poster đằng sau là cảnh nhà Quốc hội bên Mỹ. Và tiếp sau đó thì các bạn thấy là ngày lễ độc lập là tiết ngày ngày Quốc khánh Hoa Kỳ, thì luật sư Đặng Đình Mạnh có live stream trên nền tảng Facebook. Luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Nguyễn Văn Miến có live stream chung với nhau, chứng tỏ là hai vị luật sư đã có mặt trên Hoa Kỳ. Thì những cái tin đồn thổi và cũng như là những cái thông tin nói là những cái vị luật sư Nguyễn Văn Miến, Đặng Đình Mạnh có những cái cắt ghép video, thì làm cho hai người luật sư này người ta muốn lên để mà chứng tỏ là hai vị luật sư đã đến Hoa Kỳ ha. Trong khi cái đài FA thì nói là Đào Kim Lân là có một số bận công việc không thể nào lên để mà có những cái cuộc phỏng vấn đó. Thì mới đây trong cái tuần này thì có hai cuộc phỏng vấn các bạn. Thứ nhất là đài VOA, thì đây là một cái cuộc phỏng vấn online giữa VOA và luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Nguyễn Văn Miến, cũng không có luật Đào Kim Lân luôn các bạn. Và hai luật sư Đặng Đình Mạnh với lại Nguyễn Văn Miến không có đề cập với Đào Kim Lân luôn. Và mới ngay đây thì có một cuộc phỏng vấn giữa đài AFP, là đài mà Á Châu Tự Do, là cái đài mà đầu tiên là phỏng vấn hai người luật sư Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miến, mà cũng mời luôn là luật sư Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miến đến ngay trực tiếp cái văn phòng thâu phim của cái đài AFP này. Thì ở đây thì hai vị luật sư muốn chứng tỏ là gì? Đang đứng chữa trung tâm thủ đô Hoa Kỳ, tức là Hoa Thịnh Đốn đó. Các bạn thấy là việc như vậy đó, thì hỏi là Đào Kim Lân lúc đó ở đâu các bạn? Tại sao Đào Kim Lân qua Mỹ mà lại phải trốn tránh, trốn nhui, trốn nhủi, mà phải đi vào các bụi rậm để mà live stream ha? Còn ban ngày, ban tối thì vào trong căn phòng bốn bức tường, mà trong khi nói là Đào Kim Lân bận rộn cái gì, một ngày lên 6-7 luồng live để mà lên mà lấy tiền YouTube cũng như là lấy tiền Super Chat á. Thì hôm nay mình muốn để mà nói các bạn những cái bí ẩn, những cái ma mị khán giả, nhất là cái ngày mà lễ độc lập bắn pháo bông của Hoa Kỳ ha. Thì mời các bạn cùng coi. Thứ nhất là cái cảnh mà pháo hoa, là cái ngày 4 tháng 7 là cái ngày quốc khánh Hoa Kỳ các bạn. Thì các bạn cùng coi một đoạn video ha, bắn pháo bông nè. To celebrate 70 when my sports club said we're going to do this as a community drop. Đào Kim Lân chỉ có chơi ban đêm thôi. Cái video này nhá, và cái video tiếp là có một người nào đó bên Mỹ, thậm chí là năm cô người đó gửi cho Đào Kim Lân. Đào Kim Lân lòng tiếng mình sai lầm góc máy rồi, đứng rồi. Nếu mà đứng bên đây được hai khu bên đây nè. Đó, các bạn thấy các bạn này giống hơi sai lầm chỗ này. Thì đây là một cái video thứ hai ha, mà Đào Kim Lân ngồi trên chiếc xe hơi á, nói là đi vòng vòng trong thành phố để coi bắn pháo bông. Mà các bạn thấy không, cũng là một cái những cái đoạn video rất là ngắn nha các bạn. Mà các bạn chưa biết là Đào Kim Lân có bao giờ mà live stream ngắn không. Và cái đoạn video này theo như mình nghĩ chắc là cũng nắm hô, hay là một fan Ume nào đó gửi cho Đào Kim Lân, rồi Đào Điện Tân, Đào Kim Lân lòng tiếng vào và nói là chính mình là đang ở bên Hoa Kỳ. Thì cái những cái thủ thuật này rất là đơn giản các bạn, chỉ qua mặt đối với những người ta không biết về YouTube mà thôi. Đối với QH là một người làm YouTube 4 năm rồi, thì biết hết tất cả những thủ thuật này. Thì mời các bạn cùng coi cái đoạn mà Đào Kim Lân lên ma mị khán giả và lòng tiếng vào nha các bạn nha.
con kìa. Tại hồi nãy em đậu giữa giữa đường luôn. Cảnh sát tới. Rồi đó, xe đằng xa bởi gì em? Đó, các bạn thấy là gì? À, có hai nhân vật các bạn. À, mà Đào Kim Lân đang nói chuyện với nhân vật thứ hai. Thì à, nói chung là phải có một cái sự dàn cảnh và cái sự mà lồng ghép tiếng ha, cho đúng cái thủ thuật này các bạn ha. Các bạn cùng nghe tiếp một vài đoạn nha. Hồi nãy em nói em phải lách vô chứ không xe kia nó chạy ngang nó bóp kèn mình em. Lỗ là bắt được chỗ nó bắn trúng. Có nhiều chạy bắt đầu làm tiếp rồi. Rồi để ít hơn hồi nãy nè, hồi nãy nhiều hơn. Còn cái trùm pháo đẹp quá. Làm y chang như thật ha. Rồi mình sẽ mở cho các bạn ha cùng coi. À, về cái ma mị khán giả qua cái đoạn mà rau hột vịt muối, hột vịt lộn, trứng cúp lộn, trứng cúp muối gì các bạn. Các bạn thấy là Đào Kim Lân không phải là tay vừa đâu. Đây đây, có tất cả ở đây các bạn. Đây nè, cái đoạn này nè. Mở ra cho các bạn cùng nghe ha. Ta sẽ đón nhận và ủng hộ giọng hát của ca sĩ Trinh Trinh ạ. Hôm nay chúng ta có nhận được một tin liên quan Quảng Ngãi gì? Đó là một vị đại tá công an giỡn đã vừa bị bắt. Đi qua khúc dưới này đi. Còn hai ngành này là hai ngành có dư lực rất là nguy hiểm. Đó là luật sư và nhà báo. Có nghĩa là khi khám xét cái tay này đó thì người ta sẽ thấy rằng là anh chàng ngoài cái một cái quân hàm rồi đồ công an, kể cả súng cái gì, súng dao găm gì đó, rồi những cái nói chung là giấy tờ và tài liệu gì đó thì họ có thêm một số cái giấy tờ cũng như là tài liệu thể hiện là một luật sư hay là một nhà báo. Và Quảng Ngãi vừa bị nói chung là vừa phá xong án này và bắt được cái tay này. Thì đó là cái tin thứ nhất chúng ta cũng muốn nói với quý vị. Tên đầy đủ của anh này là Trần Văn Trí. Trần Văn Trí. Và trong đó thì chúng ta thấy là có những con dấu nè. Bạn hốt mà nhìn ra phía ngoài nha các bạn. Đây khúc này nè. Muốn nói với quý vị. Tên đầy đủ của anh này là Trần Văn Trí. Trần Văn Trí. Dạ thưa các bạn, thì hôm nay thì mình cũng đưa lên một cái hình ảnh ma mị của Đào Kim Lân. Thì các bạn thấy cái thùng cái tủ đằng sau đó có cái kiến đúng không? Thì cái kiến đó nó chiếu hậu đằng sau lại có một người xuất hiện ha. Mà mình cái nhìn cái tượng xuất hiện này á ha, cũng giống như là cái hình ảnh của Đào Kim Lân như các bạn. Thì không biết là Đào Kim Lân mục đích để xuất hiện trên cái mặt video và cái đằng sau video. Thì nói chung là nếu mà ai mà làm cái việc này á, thì là một người làm vấn đề mà IT rất là cao. Có thể là cái hình ảnh video này mà chính tên Đào Kim Lân là cắt ghép. Mời các bạn cùng coi ha. Có nghĩa là sự đề xuất nó không phải giống như ở gần nhau và là bạn bè ở nhau mà nó đăng lên, mà như nó cũng nó hạn chế rồi, không thế nào không biết, nhưng mà nó là khó và không giống ngày xưa đó. Các bạn thấy là cái hình ảnh lần sau mà cái tướng người đó giống y chang như Đào Kim Lân không các bạn, không khác gì Đào Kim Lân, từ cái đầu cho đến cái thân người. Các bạn cùng coi tiếp nha. Đó là lần xuất hiện. Tại vì nó dài dòng như vậy là nãy mình biết là chúng tôi không có theo dõi kịp. Đến khi mà theo dõi á, thì chúng tôi mới giật mình. Thì cái sự việc đó, nó sự việc xảy ra là... Đó các bạn thấy không? Nhìn cái tướng, nhìn cái gì đó, y chang như Đào Kim Lân. Và các bạn biết là nếu mà Đào Kim Lân á, trong thời gian gần đây chắc chắn là sao các bạn? Là làm vấn đề mà
gọi là cách âm á, trong cái căn phòng này, lỡ bây giờ mà rao á thì không ai nghe tiếng. Và các bạn biết là bây giờ Đào Kim Lân ha lên live stream, tại vì cái tủ này cách đây mấy ngày rồi các bạn, cái tủ này cách đây mấy ngày, bây giờ Đào Kim Lân đã lấy cái tủ này ra rồi ha, sợ là cái vấn đề mà phản chiếu ha, khi mà đi cắt ghép hình ảnh gì đó, các bạn thấy là lộ ra không, lộ ra cái hình ảnh đằng sau lưng chính là tên Đào Kim Lân đó các bạn. Và thưa các bạn, thì qua những cái video này thì QH muốn chứng minh cho các bạn là gì? Đào Kim Lân không thực sự ở bên Mỹ. Nếu mà bên Mỹ chắc chắn là Đào Kim Lân sẽ đi tìm nắm hô hoặc là được đài VOA rồi đài FA phỏng vấn. Thì Đào Kim Lân có thể là đang ở Việt Nam hoặc là nước Campuchia hay Thái Lan, hoặc là một cái chỗ xó xỉnh nào đó, hang cùng ở hẻm nào đó, một chỗ xó xỉnh nào đó các bạn. Và để mà lên ma Mỹ phức lãi và để mà đánh lừa cơ quan chức năng gọi là Dương Đông Kích Tây ha. Thành thử ra cái đám mặt nạ nào là bây giờ hai vị luật sư Nguyễn Văn Miên và Đặng Đình Mạnh thì lo một cái dự làm lên phỏng vấn. Còn luật sư Đào Kim Lân của chúng tôi đang lo một dự án nào khác. Để các bạn thấy không? Ma Mỹ khán giả đây nè. Đây nè, hình ảnh của Đào Kim Lân đứng phía sau nè các bạn. Để mình đưa lên cho các bạn cùng biết ha. Đừng có lên mà ma Mỹ khán giả nha, Đào Kim Lân. Thì các bạn thấy là Đào Kim Lân bây giờ đi qua đó để mà cùng học... cùng hợp tác với lại con nấm hô để mà lên kêu gọi 50.000 đô la Mỹ để mà làm nói thư kiện bà Huệ các bạn. Đây là một cái sự ma mị khán giả, mình nói là cái số tiền này chẳng qua là cái con nấm hô muốn lên để mà kêu gọi để mà đưa số tiền này cho cái tên Đào Kim Lân, để trong những cái ngày tháng mà sống chúng nhu chúng nhủi lấy số tiền đó để mà sinh sống đó các bạn thấy không. Và bây giờ chính tên Đào Kim Lân là một cái tên lên công kích cơ quan chức năng, làm ảnh hưởng tới 5 người đang bị giam ở trong trại giam Long Hòa và Thạnh Hòa, và ảnh hưởng tới 30 mạng người đang ở trong Thiện An bên bờ chỗ vấn đề lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bây giờ á thì chúng ta thấy là vẫn chưa có khởi tố bị can, nhưng mà vẫn còn lơ lửng trên đầu của những người Thiện An bên bờ chỗ, rất là nguy hiểm. Mong là khi mà cơ quan chức năng á và ở tất cả mọi chúng ta khi mà có những cái gì các bạn thì hết sức cảnh giác về cái nhóm mặt nạ này. Bọn chúng nó làm những cái chiêu trò cắt ghép hình ảnh, đạo phim, đạo hình gì đó để ma mị khán giả. Thì QH xin dừng clip tại đây, xin chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ. Thank you, bye bye.